Xin chào bác nhá. Đây là một cái thuê bao mà kéo đi qua cái chân núi ở đây này, không có một cái cột nào cả. Và hôm nay nó lên ngày hôm qua hôm kia gì nó lên cái pọt kém. Tín hiệu từ tủ cáp này vào nhà khách hàng mà nó âm đến 10 dB. Tín hiệu tốt nhất ở ngoài tủ nó là 17. 17 vào trong nhà đã 26 rồi. Trong nhà 26. Thì em cũng nghĩ đoạn này thôi, bởi vì đoạn này là đã nối hai lần rồi. Nối dây hai lần rồi. Có một lần bị dân chặt ở đây. Không biết hay là bị gấp, khả năng bị gấp dây hoặc là cái điểm nối của mình đợt trước nối nó bị nối nó bị kém ấy, nhưng mà hôm trước nối thì vẫn tín hiệu ngon. Không biết như nào. Để kiểm tra lại đã. Đây có một cái nối ở đây này. Ở trên rừng các bạn. Ở đây hôm trước nối bằng đầu phát để đo, để em đo thử cái tín hiệu ở đây xem nào. Đây toàn buộc theo cái đường cây này. Đây thì rất là lắm muỗi. Đo thử cái tín hiệu ở đây xem. Ngoài tủ là tín hiệu 18, đây 18 các bác. 18 vẫn đang ngon đấy. Tiếp xuống cái điểm nối bên này xem. Cháu nghe rồi. À, yếu không? Vâng, vâng. Vâng, vâng. Đây. Đây là cái dây này, đi theo đường dây điện nhưng mà nó thấp quá. Đây các bạn. Khả năng bị khô này rồi. Đấy lại buộc lên chỗ này, buộc lên cái xoan này. Không thấy đầu dây bên này đâu này.
19. Đoạn này thì ngon này. Nếu mà ở đây có máy hàn thì nó sẽ đảm bảo tín hiệu hơn. Bởi vì mình bấm cái đầu phát này thì thật ra đầu phát cũng ok, nhưng mà mình nối nhiều điểm quá. Đây nó có 2 điểm. Kéo cái thuê bao này là hơn 600 mét đó. Căng nhỉ. Đây, bây giờ nó đi lên trên này thì check tín hiệu. Âm 26 à? Đến đoạn chỗ, đến chỗ này là âm 23. À, vẫn âm 18, 19. Âm 19 từ cái khu này vào đổ vào trong nhà. Vẫn đang bị âm. Đúng là đường dây là vượt núi đấy các bạn. Đường dây thì đi theo cái này. Đường dây đi theo cái đường dây điện của khách. Đấy, đi theo như này. Thử bấm lại cái đầu bên ngoài này xem. Kể ra mấy cái thuê bao như này mà phải có cái gì tích ở trên hệ thống à. Bởi vì thuê bao này là thuê bao triển khai xa, lại không có cái hạ tầng cột kèo như này. Thuê bao này thì em thuê anh em nó kéo. Thuê bao nó kéo hơn một buổi. Nó bị đứt một lần rồi. Đứt một lần chỗ này. Hai lần rồi. Bây giờ thử thay lại cái, bấm lại cái đầu phát ở đây. Chỗ này âm 19 này. À, âm 19 đang ok này. Ông 17 à, cái đầu phát này nó cũng đang bị lỗi này. Ông 17 17 cắm vào cho nào.
17 2dB, 2dB thì nó sẽ quay về âm 24 đấy. Nó giảm xuống 2dB rồi các bạn. Ô, mất luôn này. Mất luôn tín hiệu luôn này. Rất nhiều lắm muỗi lắm. Bình thường nếu mà không có tác động về con người thì cái dây thuê bao này thì cũng chả vấn đề gì. Vẫn 26 anh ạ. 26 thay đốt cái đây đầu bên này. Chán nhỉ. Lại không có dịp để nối. Vẫn 26. Ôi giời, thôi. Bỏ thôi các bạn. Bỏ thôi các bạn, đi vào trong nhà khách để kiểm tra xem. Kéo những cái thuê bao này thì nó sẽ bị sau này mà mình có thể triển khai được ban đầu, nhưng mà cái việc duy trì thuê bao thì nó rất là vất vả cho anh em. Chẳng hạn như mùa mưa thì cái khu này thì nói thật với các bác, khu này nó rất là thấp cho nên là nó hay bị nước vào. Nước khu này mà bị nước ấy, thì cũng chịu, chả làm ăn được cái gì. Đấy, dân cũng phản ánh cái việc mình đi dây như này đấy, nhưng mà khách họ cần đấy. Đấy, nếu các bác nào đã triển khai những cái thuê bao như này thì comment ở bên dưới giúp em nhé, để xem những cái thuê bao nào của các bác nó khó nhất. Thuê bao này thì nó cũng không phải là khó, đây là nó lên pot kém thôi. Kéo thì mình đã thuê anh em nó kéo rồi, còn cái việc đây là việc mình chuyện này mình việc anh em mình duy trì cái thuê bao thôi. Máy quay thì cũng sắp hết pin rồi các bác nhé. Xin phép các bác hẹn các bác lần sau thôi. Vào trong nhà để đo tín hiệu xem. Cái tín hiệu là nó không phải bị ở cái điểm nối lúc nãy các bác nhá, mà nó bị ở trong nhà. Do cái lúc mà cắm vào cái modem ấy thì mình cắm lỏng quá cho nên là nó bị suy hao. Nó
nay thì cắm xuống là 20 rồi, tín hiệu quá đẹp rồi. Một cái cột nào là bị mất 3 dB các bác nhá, mất 3 dB, toàn đi trên rừng này đấy. May mà còn xử lý được thôi nhá, nếu mà không xử lý được thì lại phải thay dây thôi. Thay dây thì nó mất thời gian thôi, nó không vấn đề gì cả. Tuy nhiên trên những cái rừng như thế thì người ta hay chặt cây ấy, cho nên cái tỷ lệ đứt nó rất là cao. Thôi video hẹn các bác video sau nhá. Vừa mới xong rồi cho nên là đi luôn thôi. Những cái thuê bao mà kiểu dạng kéo xa hoặc là không có cột này thì khách hàng, nhiều khách hàng họ cũng rất là thương anh em rơi máy. Đấy, đi làm nó vất vả ấy. Cho nên là lúc mà làm xong thì nước nôi các kiểu là rất là đảm bảo. Đây em vừa mới, khách vừa mới cho một cái lon bô hút này. Đấy. Bò hút này thì em hãy ít uống, thi thoảng mới uống. Uống nước ngọt nhiều là đau bụng anh em ạ. Thuê bao mà đi trên rừng hoặc là đi trên cái hạ tầng không có cột hoặc là buộc lên cây thì nó cũng tỷ lệ khá là nhiều. Tất nhiên là ở nông thôn hoặc là miền núi thì anh em cũng phải chấp nhận cái điều đấy thôi. Nhiều khi khách hàng họ có nhu cầu ấy mà mình không